Đây chính là cái thực phẩm chức năng mà mình mới ép thêm vào trong cái chương trình chăm sóc sức khỏe của mình. Thì cái này là viên uống Isanvi, và đây là một cái loại viên uống giúp làm bổ gan và thanh lọc cơ thể ấy. Có nhiều bạn biết đến cái hãng này rồi, thì Isanvi là một cái hãng dược mỹ phẩm của Việt Nam. Và cái hãng mỹ phẩm này thì nó chuyên dành cho da mụn, sẹo thâm, nám, lão hóa. Thì thật sự đây cũng là lần đầu tiên mà mình sử dụng một cái brand đến từ Việt Nam. Kiểu cũng vừa hào hứng xong kiểu cũng rất là tò mò ấy. Mình là một người cơ địa bị nóng trong nên là rất là hay bị nổi mụn ở người ấy. Cái sản phẩm này thì nó giúp bổ gan nên sẽ khiến cho cơ thể của mình được lọc gan tốt hơn và kiểu thanh lọc cơ thể ấy. Vì gan là cái bộ phận mà chịu tác động xấu nhiều từ cái thói quen ăn uống và sinh hoạt của chúng mình. Và chính vì vậy nên là cái việc giúp cái thải độc gan và từ đó thanh lọc da khỏe mạnh hơn thì nó cũng sẽ khiến cho các bước chăm sóc da bên ngoài của mình nó hiệu quả hơn nữa. Thì mình đã dùng cái này được 2 tuần rồi, thì mình thấy cái hiệu quả rõ ràng nhất của nó là cái bã nhờn trên da của mình nó được tiết ra ít hơn rất là nhiều. Và da của mình, da body của mình thì nó cũng đỡ khô hơn nữa. Và cái viên này thì nó là một cái viên thực phẩm chức năng rất là lành tính, nên là mọi người có thể uống lâu dài, kiểu uống hàng ngày đều được nên mình không phải lo nhá. Và hiện tại thì Hàn Quốc thời tiết rất là nóng, nên là kem chống nắng là một bất lê thân của mình trong thời gian này. Và mình đang dùng kem chống nắng của Isanvi loại dành cho mặt. Kem chống nắng này thì nó phổ rộng chống cả tia UVA và UVB nữa. Chỉ số chống nắng thì là SPF 50 PA 4 số cộng liền. Và cái điểm ấn tượng nhất của em này nó là nó thấm siêu nhanh, nghĩa là apply lên xong là nó thấm luôn vào da ấy. Và kết cấu của bạn này thì nó không bị vón, không bị bết dính, nên là không bị tạo những cảm giác vệt trắng trên mặt dù nó có chức năng nâng tông da nhé. Chính vì vậy nên là mình hay dùng để trang điểm luôn, tại vì mùa hè mình rất hạn chế đánh nền, tại vì nó rất là mí da. Thật ra da mình không phải là da trắng, cũng rất là dễ bắt nắng nữa, nên là mình là người rất là chăm mua kem chống nắng cho body, vừa bảo vệ da và cũng là một phần nào giảm thiểu cái sự xuống tông da nữa. Và kem chống nắng Isanvi dành cho body là một sản phẩm chống nắng thiết kế chuyên phù hợp với da toàn thân. Và khi bôi thì mình lấy loại này nó dày hơn cái loại cho mặt một xíu và nó có nông tông da nhé. Và
nó kiểu gần như tiệt với màu da của mình luôn sau khi bôi khoảng tầm 2 phút đấy. Mình thấy nhờ cái việc bôi kem chống nắng này mà da của mình nó thẩm thấu body lotion một cách tốt hơn, và kem chống nắng thì nó cũng có cái thành phần dưỡng ẩm nữa, nên là da mình không bị khô khi mà cả một ngày ở ngoài đường. Nói chung Isanvi là một brand dược mỹ phẩm của Việt Nam, nên là một người lần đầu dùng skincare từ Việt Nam như mình thì cảm thấy khá là yên tâm. Và mình thấy là cái giá cả rất là phù hợp với các bạn học sinh sinh viên, nên là mọi người có thể thử trải nghiệm nhé. Mình đã đến công ty rồi. Xong rồi bạn quản lý bảo mình là đáng lẽ kiểu phải chụp từ 2-3 bộ trở lên ý. Thì thật ra là bạn đã dặn rồi, nhưng mà kiểu như lại thay đổi lịch ý. Chính vì thế nên là mình quên, mình không nhớ, nên mình chỉ mang mỗi bộ này. Còn mình nghĩ chỉ chụp nửa người thôi, nhưng mà có vẻ nó sẽ chụp cả người nữa. Chỉ vì thế nên là bây giờ mình đang đi tìm một cái shop bán quần áo để mua thêm một bộ nữa. Lần nào mình đi chụp profile cũng kiểu rất tốn tiền ấy. Nóng quá. Nhưng mọi người biết hôm nay trời 35 độ, kiểu nóng nhất luôn ý. Mình nghĩ nóng nhất trong cái hè này. Tại vì là từ ngày mai thì mưa sẽ rơi suốt một tuần. Thì đang là Chiang Mai đang là cái thời kỳ kiểu mưa, cái mùa mưa ở Hàn Quốc ấy. Nhìn này, cho mọi người nhìn này, thật là đáng sợ. Bây giờ mà nó không có cái quán bán quần áo nào thì vui nhỉ. Hello, mình đang sửa soạn rồi nhưng mà vì mồ hôi mình ra quá nhiều nên là mình đã để cho bạn Bem Bem chụp trước. Chào các chị coi ra thế ạ. Là chị thì ôi ôi đây là bộ mình vừa mới mua, tổng cộng hết 90.000 won, tự nhiên mất 1.800.000 cho buổi chụp ảnh này. Đây, thêm món này nữa. Mà xịt sò. Thế rồi mọi người ơi, mình đi chụp ảnh trong một cái body béo nhất từ trước đến giờ. Sau nhìn Bem Bem gầy quá mình khó. Tuy nhiên, hồi đêm anh nhỉ? Ok. Wow. Wow, 이게 좋다. Ok, 하나. 잠만요. Ok, đây là cái gì nhỉ? Đây là bộ thứ hai. Nói chung nhìn tôi gầy quá các bác ạ. Ok. Hi. 너무 더워. 먹을래? 나는 나 파스타. 어디야? 라고? 어 안 하죠. 나는 이거 하나도 먹자. 옥수수 크림 물기? 이거 뭐야? 감자. 아 감자? 뭐 달소야? 달소야? 감자 남자친구 이거 핍해야 돼? 전 남자 친구들 사진이요. 버리지 않나? 아 제가 전 남자 친구들 사진을 버리냐고? 이거 버리는 거 얼마나 아까워. 왜 버려? 나 다 버렸어. 어, 청소기까지. 이거 좋아. 이거 좋아.
그래서 안 벌었어. 나도 하나 사야겠다. 편해. 너 하나 사야겠다. 하나 왔습니다. 맛있겠다. 크림 파스타. 크림 몇 끼? 나무 파스타. 다 기억해. 역시. 말 없는 거 봐. 응. 신기해. 말
Thank you.